Tính đến 16 giờ 30 chiều ngày 14 tháng 11, huyện Quốc Oai ghi nhận thêm 23 ca mắc COVID-19. Các ca mắc này đều liên quan đến quán cà phê Toàn Hảo, thôn Yên Nội, xã Đồng Quang và quán Cát Phượng 1, thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang. Ngay khi có thông tin các trường hợp là nhân viên làm việc tại quán cà phê Toàn Hảo, thôn Yên Nội, xã Đồng Quang có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các xã. Tập trung điều tra truy vết nhanh các trường hợp liên quan, tuyên truyền để nhân dân biết về các trường hợp nghi nhiễm, tự giác khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tổ chức phong tỏa các địa điểm liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, người dân không nên chủ quan, cần cảnh giác cao độ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Khi tiếp xúc với các trường hợp mắc COVID-19, cần liên hệ ngay với trạm y tế, xã, thị trấn, nơi cư trú để được tư vấn, hướng dẫn. Hạn chế ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Thực hiện quét mã QR code khi đến nơi công sở, cửa hàng. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế xã, thị trấn, nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19. Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021, sáng ngày 14 tháng 11, xã Yên Sơn tổ chức ngày hội đại đoàn kết liên khu dân cư. Trong năm 2021, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, các khu dân cư của xã Yên Sơn đã có nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả. Huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên hội viên, khắc phục khó khăn, đóng góp nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân trong xã đã tích cực chung sức đồng lòng thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa tham gia phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Năm 2021, Yên Sơn có 95% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa, 47% đám tang thực hiện hỏa táng. Đặc biệt, nhân dân trong các khu dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong phòng chống dịch COVID-19. Trong năm, xã đã vận động quyên góp ủng hộ quỹ COVID-19, quỹ chương trình sóng và máy tính cho em với trên 350 triệu đồng, 10.000 khẩu trang y tế, trên 3,5 tấn gạo, hơn 300 thùng sữa, mì tôm, nước uống, hơn 2 tấn rau củ quả và hàng nghìn ngày công phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Hầu hết các đại biểu dự ngày hội đại đoàn kết hôm nay đều bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi với những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương trong năm 2021. Được về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, cảm nhận của tôi là rất tự hào, phấn khởi đối với truyền thống đoàn kết cực kỳ quý báu của cả dân tộc Việt Nam ta nói chung và cán bộ và nhân dân thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn nói riêng. Vì có tinh thần đoàn kết dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc là trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc đã phát huy được cái truyền thống đoàn kết của cha ông ta từ ngàn xưa để lại. Đến hôm nay đã gặt hái được những thành công tốt đẹp trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030. Đặc biệt trong năm vừa qua, cái đại dịch COVID đã phát triển rất lớn ở trong nước ta cũng như trên toàn thế giới. Song cán bộ và nhân dân Yên Sơn đều đoàn kết chung tay, chung sức, chung lòng để quyết tâm thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng, của Nhà nước về công tác phòng chống dịch. Đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, được nhận món quà đầy ý nghĩa là những chiếc xe đạp mới để đến trường trong những ngày tới, thì là một niềm vui và hạnh phúc rất lớn. Cháu rất vui và phấn khởi khi nhận được chiếc xe đạp này. Từ nay, cháu có thể có xe đạp để đến trường. Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt. Cháu xin cảm ơn. Này, em rất vui mừng phấn khởi khi nhận được một chiếc xe đạp mới. Em sẽ không phải đi nhờ cùng bạn đến trường nữa và có một chiếc xe riêng của mình để đi. Em rất
Em rất cảm ơn và sẽ cố gắng giữ gìn cho xe đạp vẫn mới. Phát biểu chung vui tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những thành tích trong thực hiện phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư trên địa bàn xã Yên Sơn đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí mong muốn các hộ gia đình tại các khu dân cư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân, phấn đấu hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Mặt trận ở quốc các cấp, rồi các ban công tác mặt trận ở khu dân cư, chúng ta tiếp tục là chúng ta đã linh hoạt thì tiếp tục linh hoạt, tiếp tục sáng tạo để tổ chức các hoạt động nó phù hợp với chức năng của mặt trận, của các tổ chức thành viên, để phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ. Và đây cũng là một cái điều mà mong muốn, kỳ vọng trong hoạt động của mặt trận tổ quốc các cấp trong thời gian tới. Tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao tặng số tiền 5 triệu đồng cho các khu dân cư xã Yên Sơn và tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn. Nhân dịp này, huyện Quốc Oai cũng trao tặng 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Ủy ban nhân dân xã Yên Sơn đã biểu dương tặng quà cho 3 tập thể, 24 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nằm trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng ngày 14 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Cát phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã phát động đồng loạt ra quân quét dọn tổng vệ sinh môi trường, phát quang hành lang đường làng ngõ xóm, chăm sóc cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã, thôn, nhân dân và cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 95 binh chủng hóa học đóng trên địa bàn xã và các phương tiện máy móc đã phun khử khuẩn, phát quang hành lang đường, khơi thông cống rãnh thoát nước, dọn dẹp vệ sinh tại các khu công cộng trên địa bàn xã. Thì hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ra quân cùng với toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và các đơn vị đóng quân trên địa bàn để tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, đồng thời là phun khử khuẩn, tiêu độc môi trường các cái trường học cũng như là trạm y tế, trụ sở Ủy ban nhân dân xã và các cái điểm đông người trong khu dân cư. Cái thứ hai nữa là nội dung của ngày hội đoàn kết thì chúng tôi có tổ chức để tặng quà cho 18 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã. Đồng thời cũng là tổ chức cái tuyên truyền bằng hệ thống đài truyền thanh, băng rôn khẩu hiệu để kỷ niệm ngày hội đoàn kết. Cái thứ ba nữa là cũng bình xét các cái hộ gia đình văn hóa. Việc tổ chức ra quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường vừa góp phần vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, vừa đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao ý thức và trách nhiệm của nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh chung, không nên vứt rác, đổ rác thải ra đường, góp phần tô đẹp hơn đường làng ngõ xóm, đồng thời duy trì vững chắc tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Vệ sinh môi trường này không phải là kể cả trong nhà, lúc nào mình cũng phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Thứ nhất là để đảm bảo sức khỏe cho chính mình, cho những người thân trong gia đình và đảm bảo cho những cái người trong cộng đồng. Đặc biệt bây giờ cái tình hình dịch bệnh nó rất là phức tạp, kể cả trong những cái mùa dịch sốt xuất huyết hay là sốt virus, rồi hiện tại là sốt dịch bệnh Covid nó rất là phức tạp. Cho nên là mọi người nâng cao cái ý thức bảo vệ môi trường, từ môi trường nhà mình cho đến môi trường sống của cộng đồng, của xã hội. Tiểu đoàn 95 binh chủng hóa học, đơn vị đóng chân trên địa bàn xã Phú Cát đã huy động gần 30 cán bộ chiến sĩ tham gia cùng nhân dân trong xã tham gia vệ sinh môi trường,
phun khử khuẩn tại các cơ quan, công sở, đơn vị trường học, trạm y tế trên địa bàn xã với tinh thần quân dân một ý chí. Ngoài thực hiện nhiệm vụ là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thì đơn vị còn đảm nhiệm nhiệm vụ công tác dân vận và thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp kết nghĩa với địa phương xã Phú Cát. Ngày hôm nay thì đơn vị tham gia cùng với các ủy chính quyền địa phương thì tham gia thực hiện vệ sinh môi trường, thì đảm nhiệm thực hiện là một là công tác là phun khử khuẩn ở các trường học, các cái trụ sở ủy ban nhân dân và các trạm y tế để bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 để đón học sinh sắp tới sẽ vào học năm học mới, và đồng thời với đó là công tác vệ sinh môi trường cùng với các cái đoàn thanh niên, đoàn thể và các cái ban ngành, chúng ta tổ chức vệ sinh các đường làng ngõ xóm, bảo đảm là môi trường thông thoáng và an sinh, cũng như là bảo đảm cho thực hiện tốt các cái môi trường ở khu vực đóng quân và trên địa bàn xã. Xã Phú Cát tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường không chỉ nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân và toàn thể cộng đồng về việc giữ gìn bảo vệ môi trường mà còn giữ vững và nâng cao tiêu chí về nông thôn mới, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch.